Ở đây có nhiều bướm bướm thật đó. Các bạn bướm ơi, đợi mình với. Tuyệt quá đi. Jenna. Dạ. Sao người lấm lem hết rồi thế này? Jenna, Jenna. Dạ. Trả lời mẹ mau. Dạ. Không được đi nghịch bẩn nữa biết chưa? Con biết rồi ạ. Jenna hư quá, không nghe lời mẹ gì cả. Lau nhà thôi nào. La 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 la. La la la. Ôi trời đất ơi, cái gì thế này? À, bẩn hết cả nhà rồi, hư quá. Một chút thôi. Nóng quá. Ôi, mùi gì mà hôi thế này? Jenna. À, mẹ. Con đứng lại ngay cho mẹ. Con đi tắm ngay cho mẹ, nhanh lên. Không đâu, con không thích tắm. Mẹ bỏ con xuống. Bỏ con xuống đi. Con không tắm đâu. Mau ra đây ngay cho mẹ. À, à. Vào đây, nhanh lên. Con tắm rửa sạch sẽ cho mẹ biết chưa? Không, con không tắm đâu. Con ở trong đây tắm cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ mở cửa ra đi. Mình không thích tắm tẹo nào. Đúng rồi. Thế mà cũng nghĩ ra được. Con bé đang tắm rồi. Mẹ mắc lừa rồi. Mau chuồn thôi. Ngủ một giấc đã. Mỗi xấu xa, đi đi. Ôi con, đừng có đổi thêm ba nữa. À, mẹ ơi, cứu con. Cái mặt của tôi. Mẹ đến rồi đây. Đi, đi mau. Mẹ ơi. Jenna, đừng khóc nữa. Để mẹ bôi thuốc cho con nhé. Con hết ngứa rồi. Tốt quá rồi. Do con không tắm đi mà. Vậy con vào đi tắm đi nhé. Cơ thể mình không bẩn nữa rồi. Chị Jenna, chị phải nhường em chứ. Không nhé Candy. À, mẹ kia. Jenna, Candy, đến giờ ăn rồi. Món ăn hôm nay sẽ là mì tôm. Wow, thơm quá. Ơi, bọn con muốn ăn kẹo cơ. Không, con không ăn đâu. Không cần thì mẹ phạt đấy. Bọn con ăn đi ạ. À. Ăn hết mẹ sẽ có thưởng nhé. Mẹ đi rồi kìa chị Jenna. Mau lấy kẹo ra thôi Candy. Kẹo đây rồi. Ăn thôi Candy. Oh yeah. Ngon quá. Không được để mẹ phát hiện ra nhé Candy. À, ăn kẹo sao? Mẹ. Các con đang ăn cái gì đấy? Không có gì ạ. À. Đưa đây cho mẹ nào. Đây ạ. Mang mì đi. Mẹ sẽ quay lại kiểm tra đó. Cuối cùng thì hai đứa cũng ăn rồi. Chị không muốn ăn nữa Candy. Nhưng nếu không ăn hết thì sẽ bị mẹ phạt. À, có cách rồi. Mau lấy kẹo của em đi Candy. Chị em mình thật thông minh Candy à. Giờ hãy bỏ các viên kẹo vào đây. Go, go.
thì hãy trộn đều chúng lên. Bây giờ chúng ta đã có món mì kẹo rồi. Món mì kẹo này thật là tuyệt cú mèo. Ăn thêm viên kẹo nữa này. Ngon quá. Hai bát đã hết sạch rồi kia. Không biết Candy và Jenna đã ăn xong chưa nhỉ? Ơ, hai túi kẹo đây đâu rồi? Chẳng lẽ là... Jenna, mẹ cất kẹo ở tủ đâu rồi? Con và Candy ăn chung với mì tôm rồi. Cái gì cơ? Trời ơi, hai đứa ăn hết sạch rồi sao? Các con có biết mình vừa làm cái gì không hả? Dạ không ạ. Mau ra đây cho mẹ. Hai con đứng im đi nhé. Alo, bác sĩ à, bác sĩ đến mau nhé. Chào Amanda, các con tôi đang mì tôm với kẹo. Bác sĩ hãy giúp tôi kiểm tra nhé. Được thôi, chúng ta cùng lên nào. Hả? Amanda, các con của cô đâu? Tụi nhỏ vừa mới ở đây mà. Hai đứa đi đâu rồi nhỉ? Đi thôi Candy. Kìa, là Tina và Candy. Chúng trốn đâu rồi nhỉ? Bác sĩ, bác sĩ. Nhìn kìa. Chắc tụi nhỏ trốn ở đây rồi. Các con muốn trốn sao? Hả? Chúng ta bị lừa rồi. Chị em ta trốn thành công rồi Candy à. Giữ im lặng nhé Candy. Mẹ, các con đi đâu? Bây giờ ta sẽ kiểm tra răng nhé. Và kiểm tra cả sức khỏe nữa. Được rồi, hãy nghe nhé. Dạ vâng bác sĩ. Chúng ta không thể ăn mì và kẹo chung với nhau được. Nó rất không tốt cho sức khỏe. Hãy nhớ lấy điều này nhé. Còn đây là bàn chải đánh răng cho Jenna và Candy. Wow, tuyệt quá. Hãy cầm lấy nào. Hãy nhớ đánh răng thường xuyên để bảo vệ răng miệng nhé. Nhìn đây, show đi. Wow. Màu đỏ ạ. Suri chưa được ăn. Suri hãy giúp mẹ làm việc nhà đi đã. Vâng ạ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Có chuyện gì vậy con gái? Để con giúp mẹ lau nhà nhé. Được thôi. Suri của mẹ là ngoan thật đấy. Đây là phần thưởng của con. Yeah, con xin ạ. Ngon quá đi. Hoa đẹp quá. Màu vàng ạ. Ôi không. Chưa được. Candy đang gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ. Candy này, em cần giúp đỡ gì không? Em muốn lấy gấu bông trên kia. Được rồi, để chị giúp em nhé. Ta da, gấu bông của em đây. Em cảm ơn chị ạ. À, chị Suri thật tốt bụng. Tạm biệt em, đây là phần thưởng của con. Con cảm ơn ạ. À, tuyệt quá. Nhâm nhâm nhâm. Ngon quá đi. Suri, màu hồng ạ. À, ôi lại thế rồi. Vẫn chưa được Suri à. Nhìn xem, căn phòng thật bừa bãi. Con hãy dọn dẹp nó đi. Nhanh lên nào. Mau dọn phòng thôi. Ai, mệt quá đi mất. Cuối cùng cũng xong rồi. Mọi thứ đã ngăn nắp. Suri, kẹo của con này. À, kẹo hồng. Con cảm ơn ạ. Wow, ngon quá đi. La 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 la.
Ố, là kẹo nữa. Màu xanh à? Ôi, cho con đi mà. Chưa được, con nhìn xem. Con hãy cho những bộ quần áo kia vào trong máy giặt nha. Ôi, lắm quần áo quá đi à. Cố lên nào. Cho vào máy giặt nào. Được rồi, khởi động nữa là xong. Yes, hoàng hôn con có kẹo rồi. Con xin ạ. Ngon quá đi. Suri. Dạ. Màu cam ạ. Ôi không. Chưa được. Minion đang cần sự giúp đỡ. Giúp tôi với. Để tới giúp cậu. Được rồi, cậu cẩn thận nhé. Cậu đúng là một cô gái tốt bụng. Cảm ơn cậu nhé, Sorry. Không có gì đâu. Tạm biệt. Quà của con đây. Wow, thật tuyệt vời. Con xin ạ. Các cậu hãy làm thật nhiều điều tốt để có quà như mình nha.